Xin chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất hôm nay, thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024. Chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Vào lúc 8 giờ 40 phút sáng hôm nay, ngày 4 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã đạt mức 2.300 đô la Mỹ một ounce, tăng mạnh 18 đô la Mỹ một ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Giá vàng tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới trong lịch sử, đã tăng chưa thấy điểm dừng. Từ đầu tháng 4 đến nay, giá vàng đã liên tục tăng, phá vỡ các đỉnh cũ đã được thiết lập trước đó. Triển vọng về việc giảm lãi suất, không ổn định chính trị, cùng với sự mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đã đóng góp vào việc đẩy giá kim loại quý này tăng 11% kể từ đầu năm đến nay. Ở thị trường trong nước, theo xu hướng tăng của giá vàng thế giới, các thương hiệu cũng đã liên tục điều chỉnh tăng giá cho cả vàng SJC và vàng nhẫn. Sáng nay, giá vàng trong nước đã tăng mạnh theo đà tăng của thị trường toàn cầu. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 79,7-81,72 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm trước. Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức mua vào 79,4 triệu đồng một lượng, bán ra 81,6 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng một lượng chiều mua vào và 600.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước. Vàng nhẫn Doji 9.999 tại thị trường Hà Nội đứng ở mức mua vào 70,9 triệu đồng một lượng, bán ra 72,4 triệu đồng một lượng, tăng 550.000 đồng một lượng chiều mua vào và 800.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNG, niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức mua vào 79,5 triệu đồng một lượng, bán ra 81,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 70,75-72 triệu đồng một lượng. Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá mua vào 79,5 bán ra 81,5 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng một lượng cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng ròng Thăng Long tại công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức mua vào 70,43 triệu đồng một lượng, bán ra 71,63 triệu đồng một lượng, chưa đổi so với chốt phiên trước đó. Tỷ giá trung tâm ngày 4 tháng 4 năm 2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.038 đồng một đô la Mỹ, tăng 18 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay ngày 4 tháng 4 được niêm yết ở mức 24.770 đồng một đô la Mỹ mua vào và 25.140 đồng một đô la Mỹ bán ra. Chỉ số đồng đô la Mỹ giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,56% giao dịch ở mức 104,2 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ đứng ở mức 66,206 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,35%. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ đứng mức 85,6 đô la Mỹ trên một thùng. Vào lúc 8 giờ 10 phút sáng hôm nay, ngày 4 tháng 4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đang giao động quanh mức 2.298,5 đô la Mỹ một ounce, tăng 28,5 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua. Trên sàn giao dịch COMEX New York, giá vàng giao tháng 6 năm 2024 đạt 2.321,1 đô la Mỹ một ounce. Tính đến 19 giờ 40 phút tối ngày 3 tháng 4, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đạt 2.269 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6 năm 2024 trên sàn giao dịch COMEX New York đạt 2.283 đô la Mỹ một ounce. Do đó, giá vàng giao ngay đã giảm 16 đô la Mỹ so với mức cao nhất trong nửa ngày trước đó, nhưng vẫn cao hơn so với cùng thời điểm của phiên trước. Xu hướng tăng giá vẫn đang được duy trì. Giá vàng thế giới đêm ngày 3 tháng 4 cao hơn khoảng 10%, 206 đô la Mỹ một ounce so với cuối năm 2023. Quy đổi với giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới đạt 69,4 triệu đồng một lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,9 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 3/4. Chênh lệch giá giữa vàng miếng SJC trong nước và giá vàng quốc tế tiếp tục giảm nhẹ. So với mức chênh lệch cao từ 18-20 triệu đồng lượng vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, chênh lệch hiện tại đã giảm xuống dưới ngưỡng 12 triệu đồng một lượng.
Nếu tính theo tỷ giá trên thị trường tự do, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng quốc tế chỉ còn khoảng 10,6 triệu đồng một lượng. Dù vậy, giá vàng miếng SJC vẫn đứng ổn định quanh mức 81 triệu đồng một lượng do giá vàng thế giới đã tăng đột ngột trong những phiên gần đây. Trong cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 3, ngày 3 tháng 4 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa đề cập đến việc giảm chênh lệch giá vàng trong nước so với quốc tế. Giá vàng thế giới đã bắt đầu giảm sau khi đạt mức cao lịch sử, xuống còn 2.285 đô la Mỹ một ounce. Mặc dù có sự giảm nhưng nhiều nhận định cho rằng đây chỉ là một phần điều chỉnh nhất thời do vẫn còn nhiều bất ổn trên thị trường. Giá vàng giảm là do đồng USD duy trì ở mức cao gần đỉnh trong 5 tháng sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm vượt kỳ vọng. Theo ADP, đã có 184.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 3, cao hơn so với dự đoán 148.000 việc làm. Con số này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá mạnh mẽ, làm giảm khả năng giảm lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo vào tháng 5 và tháng 6. Điều này duy trì đồng USD ở mức cao và có tác động tiêu cực đối với giá vàng. Dự báo về giá vàng. Mặc dù giảm nhẹ, sự điều chỉnh của giá vàng vẫn ở mức khá ổn định. Giá vàng giao tháng 6 thậm chí còn có dấu hiệu tăng nhẹ lên trên ngưỡng 2.300 đô la Mỹ một ounce. Vàng vẫn được đánh giá là trong xu hướng tăng, đặc biệt khi đồng USD có khả năng gây ra những tác động tiêu cực không thể dự đoán được đối với nền kinh tế Mỹ, chỉ được nhận biết khi nó thực sự phát triển. Do đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, tiếp tục có kế hoạch cắt giảm lãi suất. Sự suy yếu của USD sẽ thúc đẩy giá vàng tăng lên. Mặt hàng kim loại quý cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Trong tuần vừa qua, giá vàng đã tiếp tục leo lên mức cao kỷ lục mới, mặc dù đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Các chuyên gia cho rằng, hạn chế về nguồn cung là một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng phi mã. Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã tích cực mua vàng thỏi để bổ sung vào dự trữ, làm giảm nguồn cung có sẵn. Đồng thời, các quỹ phòng hộ cũng đang tăng cường nắm giữ các vị thế mua vàng tương lai, tạo thêm đà tăng giá. Ngoài ra, sự tăng giá của dầu cũng đang thúc đẩy nhu cầu về vàng, vì chi phí năng lượng cao hơn dự kiến sẽ tạo ra áp lực lạm phát tăng cao, khiến cho kim loại quý trở thành một phương tiện hữu ích để chống lại lạm phát. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mọi diễn biến mới trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước trong những bản tin tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.